Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một thí sinh tiếp theo. Một thí sinh rất là đặc biệt của chương trình. Và đó chính là anh Kiệt. Tuần này mình rất là lo sợ vì những cái thử thách ngoài trời này, mà đặc biệt là thử thách trên biển nữa. Cái bánh xe rất là nặng, mà mình khi mình đeo cái dây vô mình kéo đi á, thì giống như là mình đang mang một cái gì đó trên người nó khoảng 100 kg. Nó rất là khó khi di chuyển, tại vì cái trọng lượng càng nặng thì trên cát nó càng lúng hơn. Tuần này trong cái thử thách Latin á, thì cái khó khăn với cô Kiệt gặp đó là chân. Tại vì chân của Latin rất là linh hoạt, những cái bước đi nó rất là uyển chuyển, mà người mình thì nó thô càng, nó cứng cỏi quen rồi, không có hợp với Latin chút xíu nào đó. Gặp những khó khăn như thế thì phải tập nhiều hơn. Cũng mong là tuần này bài diễn sẽ đem lại tiếng cười cho mọi người và được số điểm cũng khá cao từ ban giám khảo. Mệt lắm không ạ? Dạ cũng khá mệt. Vậy thì chuẩn bị mệt thêm nữa đi, bởi vì ban giám khảo đang hồi hộp để đưa những lời nhận xét dành cho anh Kiệt. Xin mời anh Hoài Linh ạ. So với cái bài trước của Hạnh Tâm thì cái bài này các bạn lại đưa lửa vô nhiều quá. Đưa lửa quá nhiều. Tôi thích cái động tác mà Minh Thư biên đạo cho bạn là cái động tác mà đập tan mở bụng đó. Trời ơi, tôi thích dễ sợ. Pháp, 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 pháp. I like it. Nói chung là chút xíu thôi là có cái phần chệch choạc về nhịp ở phần giữa bài. Chỉ có một đoạn đó thôi. Đoạn rất ngắn mà các bạn lấy lại cũng khá nhanh. Không là cái gì to tát lắm đối với một cái bài mà các bạn rất là hoàn hảo và có cái ao rất là đẹp. Cảm ơn Phụng, em đã hỗ trợ hết mình cho Kiệt. Hy vọng là các bạn sẽ được điểm cao đó. Cảm ơn anh Hà Linh. Xin mời anh John Huy. Xin mời John. Anh muốn nói trước không? Thầy nói trước đi thầy ơi. Dạ. Thì giống anh Hoài Linh vừa nói về cái động tác đó, trễ nhịp một tí xíu. Đó là tại cái phần chân của em nó phải chắc chắn hơn một tí xíu. Nó đúng nhịp thì cái phần hông và cái cơ thể nó sẽ đi theo liền nhá. Và nó sẽ làm cái bài của em nhìn tốt hơn. Anh cũng hơi bất ngờ là 2 tuần trước em bị mờ trên sân khấu. Và anh nhớ cái lần đầu tiên anh gặp em, anh gặp 12 bạn thí sinh. Em là cái người anh thấy đầu tiên, vì em là người cao nhất và cái tóc rất là đặc biệt. Hôm nay em xuất hiện và anh thấy em rõ ràng. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Vâng, cái vấn đề mà trong một cuộc chơi thí sinh lúc đầu đó thì có thể tỏa sáng và gây chú ý, nhưng sau đó mờ dần hoặc là không gây một cái điểm chú ý, điểm nhấn nào, là tôi gặp rất nhiều đối với cái thí sinh của đội mình. Có khi chọn bài, có khi là do cái năng lực của người đó là không đủ để có thể giống như mình hy vọng. Và với một cái thân hình như vậy, trọng lượng như vậy, đã có những bước di chuyển khó khăn và những cái động tác được đặt ra yêu cầu quá cao với một người như em, là tôi thấy như thế là một sự cố gắng nó hơn cả người bình thường rất là nhiều, rất là đáng khen ngợi. Tuy nhiên cái phần mà trễ nhịp đó, nó được gọi là nhạc cảm ở trong người mình. Nếu mình cảm nhận được á, mình bước một cái bước nó lệch tí xíu nào nhưng vẫn rớt đúng cái phách đó, thì nó sẽ làm cho không thấy người ta thấy mình bị lệch nhịp. Đó là nhạc cảm trong người mình.
Với anh Kiệt thì nhạc cảm vẫn còn yếu một chút xíu thôi. Tuy nhiên cái vấn đề bê đỡ và cố gắng động tác của em đã làm cho nó bài thi nó vui hơn, nó hấp dẫn hơn thì là có. Cái phần ao rất là đẹp và rất là nguy hiểm đó, mà em làm hoàn toàn một cách tự tin, nó kích thích được cái sự mà chú ý, và người xem cảm thấy một cảm giác hồi hộp, như đó có thể xóa tan được tất cả những cái sự mà trật nhịp hay là nhạc cảm yếu đi. Mình cũng không có trách được đâu, như chúng tôi đây chuyên nghiệp đây nè, mà lên là nhiều khi còn quên tuồng, còn phải lấp liếm bằng những chuyện khác. Các bạn cứ cố gắng nỗ lực hết mình, em cứ nghĩ đây là một cái sân chơi để cho em giảm cân, em làm sao cho em lấy lại cái body mình cho đẹp, cho nó nhẹ nhàng trong cái công việc mình làm hàng ngày ở trong nhà, và ra đường mình tự tin, như thế là được. Vâng, cả ba ban giám khảo đều đã dành những lời động viên. Và bây giờ xin mời ban giám khảo hãy cho điểm thí sinh anh Kiệt. Anh chấm em 6 điểm. Tôi thấy thí sinh rất là dễ thương, cho điểm bao nhiêu cũng cúi đầu chào và ánh mắt không hề hận thù. Rất là tuyệt vời. Vậy là những cuộc thi khác là sau khi anh cho điểm mà thường hận anh lắm hả anh Hưng? Bây giờ thử coi cho điểm 4 là sao. Trời ơi. Thử đi. Anh 4 à, không đâu anh. Hưng rộng lượng hơn một chút xíu, Hưng chọn số 7 để gửi tặng các bạn. Cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Tôi cũng gửi đến em 7 điểm. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Điểm trung bình của anh Kiệt 6,7 điểm. Mời bạn hãy khám phá nửa số điểm còn lại ở chiếc cân phía trước. Tuần vừa qua, anh Kiệt cân nặng 136,6 cân. Cân nặng hiện tại 133,3, giảm 3,3 cân. Phần trăm giảm là 2,4%. Tổng số điểm của bạn 9,1 điểm. Chúc mừng bạn.